Đây là cái màu nhà mà trước khi mình thứng vách ngăn này các bạn này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành thứng cái vách ngăn này để cho chủ nhà tạo phòng lắp điều hòa các bạn này. Đó. Rồi, và bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp đặt và thứng vách ngăn gỗ này cho chủ nhà các bạn nhé. Và đấy là cái vách ngăn mà tôi đã thi công xong cho ban giáo cho chủ nhà các bạn này. Đây là cái hình ảnh sau khi đã hoàn thiện xong các bạn nhé. Đó. Đã xong và đã ban giáo để chủ nhà lắp điều hòa này. Ai có nhu cầu thi công trần gỗ hoặc là vách ngăn gỗ xoắn thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại mình ghi dưới màn hình đó nhé. Đây là cái phòng mình đang ngắn cho khách hàng các bạn này. Và đây là không gian bên trong này. Trong này thì mình sẽ làm phẳng. Đó. Làm phẳng theo yêu cầu của chủ nhà nhé. Rồi, ai có nhu cầu thi công trần gỗ hoặc là vách ngăn gỗ thì hãy liên hệ với mình nhé. Mình sẽ tư vấn nhiệt tình. Rồi, video mình xin được tạm dừng tại đây nhé.